Nữa, sao nào? Xin lỗi.
Trip back.
Thì thuộc vào gì? Cái loại loại số. The kind of coverage. In every way, every areas. Ở cái nơi mà cái cộng lượng mà phải phải tăng cộng lượng nào? Các areas from cooling forces. Ở những cái nơi mà nó có cơ hướng là gì? Phải dùng lực kéo thì cái lượng gì thì nó mang ở collagen. Cái collagen đó các bạn là collagen. Cái lượng collagen is greatly increased sẽ tăng đáng kể. And coverage is và số almost indispensable. Không có gì gần như là indispensable là gì? Đúng không? Phải dành cho chứ. Ôi vậy hả? Ok, in contrast ngược lại, ở những cái nơi mà weather demand thì sẽ less, tức là cái động lực thấp hơn thì sao? Thì khá là trình xe đi là sẽ phải bằng sĩ số cái thứ lớp sợ gì? Sợ đàn hồi và fewer collagen fibers và một ít và ít ít sợ collagen. Chức năng của sổ là đặc biệt lớp và function of cartilage are two. Các chức năng là đặc biệt support soft tissues, nâng đỡ những cái bơ bề, provide a smooth lining surface là nó tạo ra một cái bề mặt trượt, tức là trơn trơn trượt để cho photo and round substance.